Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, khách tham quan các điểm du lịch của thành phố ước đạt khoảng 980.000 lượt, tăng 2% so với năm 2023. Theo đó, khách nội địa đến Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 425.000 lượt, khách quốc tế khoảng 38.800 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 2.940 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Một trong những chương trình thu hút du khách là tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua 2 ngày tổ chức, 31 tháng 8 và 1 tháng 9, chương trình đã đón tiếp 1.848 khách tham quan trong nước và quốc tế. Theo thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành, do kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên khách có xu hướng du lịch từ 3 đến 5 ngày. Những điểm đến trong nước được du khách ưu tiên lựa chọn là các thành phố biển như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng hoặc một số tỉnh ở Tây Nguyên và miền Bắc. Trong khi đó, những điểm đến nước ngoài gần Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc cũng được khách du lịch quan tâm do có giá vé máy bay rẻ hơn.